xa cánh buồn một chút đã cô đơn. Trâu gặm cỏ non, mình phải nói rõ là trâu gặm cỏ trâu non. Trâu già. À, trâu gặm già gặm cỏ non. Non. Ờ. Anh nói phải nói cho đủ. Lại có cả chú chó con này thích chơi đồ cổ. À. Các anh em nhân viên đã tư vấn cho anh chiếc loa nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của anh chưa? À, mình lấy cái 6910 rồi. À, anh quyết định lấy chiếc loa kéo 6910. Ở cửa hàng em thì chắc là anh đã trải nghiệm khá là nhiều mẫu loa kéo rồi. Vậy thì ấn tượng gì về chiếc 6910 khiến anh lựa chọn chiếc loa này? À, mình thấy kiểu dáng đẹp. À, vâng. Rồi mix với âm thanh ổn. Dạ vâng. Anh sử dụng chiếc loa này cho mục đích gì đấy anh nhỉ? À, mình làm homestay. À, homestay. Thì mình cũng về cho khách sử dụng để hát. À, vâng ạ. Vâng, đó là những suy nghĩ của anh. Còn thực tế như nào thì bây giờ anh em cùng nhau giao chiếc loa này đến nhà anh để test xem liệu nó có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của anh không. Kéo nhá, cùng kẹp tay anh nhá. Sau đây anh em Lò Cá Xanh sẽ giao chiếc BT6910 cho anh Đoài ở Quốc Oai, Hà Nội. Hiện tại anh em Lò Cá Xanh đã tới nhà anh Đoàn ở Quốc Oai, Hà Nội. Khuôn viên anh đẹp tuyệt vời. Tọa trên một cái sườn đồi, phong thủy rất đẹp nhé. Công việc chính của anh em là giao loa, nhưng mà dường như là anh em quên với công việc chính rồi, bởi vì đến đây là choáng ngợp với cảnh quan ở đây. Nó đẹp một cách sự kết hợp giữa thiên nhiên tự nhiên và nhân tạo. Ôi giời ơi, mấy em hoa mơ này. Người ta gọi là đất lành chim đậu, mà đây đất lành thì chó cũng hiền, cũng đáng yêu. Thế cơ. Ok, chúng ta tạm thời gác lại những cái cảm xúc giặt rào, chúng ta đến với công việc chính. Đó là chiếc loa kéo BT6910 đã về tới mảnh đất của anh Đoàn. Đây, em cho đầu em xuống đi. Đó. Rồi, bây giờ em vào trong xe, em mở cửa xe đằng sau ghế của em ấy, lấy cho anh cái con dao vào đây. Anh xử lý cái em này, anh mổ bụng khôi ruột. Ôi tí nữa, có khi phải ngồi đây làm một ca khúc này. Dùng đang khôi hộp chiếc BT6910. Đó, đây là chiếc BT6910 anh đã lựa chọn sau khi tới cửa hàng của Loa Cá Xanh và trải nghiệm rất nhiều mẫu loa kéo. Vậy nhưng anh quyết định chọn chiếc BT6910. Bởi vì em thấy không gian của anh nó khá là rộng. Cái tổng diện tích của cái này là bao nhiêu mét anh nhỉ? Tổng đất của mình là 2500 mét. 2500 mét. Đó, một chiếc loa BT6910 5 tấc. Liệu rằng nó có đảm bảo được cái mức công suất cần thiết cho một không gian 2500 mét tại khu nghỉ dưỡng của anh Đoàn hay không? Một chiếc loa 5 tấc sở hữu hệ thống 3 đường tiếng với một bát, một trung và hai chét. Và anh Đoàn có thể qua đây để em hướng dẫn anh một số những cái tính năng cơ bản khi mà anh sử dụng vận hành chiếc loa này. Em nghĩ là chiếc loa này nó khá phù hợp với anh, bởi vì là không gian của anh nó rộng lớn, mà nhu cầu của khách hàng khi đến chơi thì có thể là họ sẽ mang đến bất cứ cái địa điểm nào. Nếu như mình sử dụng những cái dòng loa điện hoặc là loa cố định thì mình không thể kéo dây điện ra mãi được. Nó vừa mất cái mỹ quan mà đồng thời nó lại rắc rối, nó không tiện. Và chiếc loa này nó sử dụng cái bình ắc quy dung lượng là 20A. Khi mà bật nguồn lên, anh muốn dùng bình ắc quy, anh gạt nó lên DC này. Đó là chế độ bình ắc quy. Còn ngược lại, khi mà anh muốn dùng điện trực tiếp thì anh chỉ cần gạt nó xuống cái AC này và mình cắm nguồn trực tiếp vào đây. Thế ngoài ra thì loa được trang bị đầy đủ các cái cổng kết nối như là USB, thẻ nhớ, ngõ vào âm thanh, rồi là Bluetooth. Thì anh muốn chuyển Bluetooth thì anh chỉ cần bật lên, sau đó anh ấn vào cái biểu tượng hai mũi tên ngược nhau này. Đó, màn hình nó hiện lên chữ Blue. Chữ Blue này nó nháy thì chiếc loa nó chưa được kết nối và anh sử dụng điện thoại kết nối với loa. Còn như thế này nó không nháy nữa, có nghĩa là nó đã kết nối với một thiết bị khác rồi. Còn các nút chỉnh này thì anh sẽ chỉnh được âm lượng của nhạc này, bass chét của nhạc này, delay echo, là có mic, mic bass, mic chét, mic vol. Đó là những chức năng thông dụng. Thế anh okay, Đoàn cái này là gì nhỉ? Cái này là GT vol, là âm lượng của nhạc cụ. Đây, anh cắm được hai nhạc cụ vào đây. Chẳng hạn như khách hàng của anh đến mà người ta mang theo những loại đàn như là guitar, organ. Okay. Anh có thể cắm vào đấy để nó khuếch đại cái âm thanh của nhạc cụ lên. Và cái GT vol này là điều chỉnh cái âm lượng của cái nhạc cụ đó. Okay. Và tính năng thì nó cũng không có gì phức tạp đâu. Thì anh Đoàn còn cái thắc mắc gì không thì em sẽ giải đáp cho anh.
Đấy, còn một vài cái nút nhỏ nhỏ. À, nút nhỏ nhỏ này đúng không? Như cái nút này quan trọng nhất là anh biết rồi này, nút thay đổi chế độ kết nối. Ok. Còn mình chuyển qua chuyển lại giữa chế độ cắm dây và chế độ Bluetooth. Thế những nút này thì deck bài, lùi bài, nút tạm dừng phát nhạc thì nó chỉ dùng khi anh sử dụng USB thôi. Còn với Bluetooth thì nó không có tác dụng gì cả. Những nút này nó tách lời này, tức là bài hát bình thường mình bỏ cái lời đi để còn nguyên beat thôi. Nhưng mình cũng không cần dùng đến bởi vì bản thân cái đấy là những cái bài beat trên YouTube là nó đã có sẵn với chất lượng cao rồi, mình không cần chức năng này nữa. Ngoài những cái tính năng vượt trội ấy thì cũng giới thiệu thêm với đoàn, đó là nó có những cái loa khác thôi, đó là nó sẽ có những phụ kiện kèm theo, và đặc biệt là đồ tặng theo đó là chính là một cái sạc, một bộ sạc pin. Đấy, cái sạc pin này thì đoàn chú ý là sẽ sạc pin trong vòng 3 tiếng. Đó thì bỏ ra thì nó sẽ giữ được cho cái độ tuổi thọ của pin nó sẽ được lâu hơn. Và đây là hai mic thì cắm lâu quá đúng không? Đúng rồi, pin thì chỉ cần 3 tiếng thôi. Còn đây là mic kèm theo. Cái mic này thì cái nó có đặc biệt, mic này cái chất hút của nó rất tốt. Mình hát mình cảm thấy rất là nhẹ. Và một chút nữa thì anh sẽ bật nhạc, bật mic để test trực tiếp ở tại đây luôn. Cái này là cái chống lăn. Không, thực ra cũng chưa phải vàng, nó cũng chỉ gọi là hơi hơi thôi. Xa cánh buồn một chút đã cô đơn. Xám thầm không nói mà sao núi phải mong. Thực sự là trong một cái không gian khoáng đạt, rộng lớn, không có những vật phản âm gây khó chịu, thì chiếc loa BET-BT6910 nó tỏ ra rất vượt trội về chất lượng âm thanh. Chất âm của nó trong trẻo hơn. Em chẳng đến dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em. Cảm giác ngồi thế này giống như mình đang đi hưởng thụ ấy nhỉ. Có phải là liệu nó có xa hoa quá không nhỉ? Ôi trời, trên kia là có em trâu đang gặm cỏ kìa. Trâu gặm cỏ non, mình phải nói rõ là trâu gặm cỏ non. Trâu già. À, trâu già gặm cỏ non. Ừ. Anh nói phải nói cho đủ. Này có cả chú chó con này thích chơi đồ cỏ. À. Nào, sao mày cứ sán vào tao thế này? Tí cho mày lên xe nhá, về với cả loa cáp xanh nhá. Con BET-6910 này lần này em bán chạy lắm. Bởi vì tâm lý khách hàng là khi mà em đẩy video lên nhiều ấy thì là người ta sẽ cảm nhận được là con loa này bán chạy, tức là nhiều khách hàng tin tưởng. Thì theo hiệu ứng đám đông thì khách hàng ấy sẽ xu hướng là đám đông là thường lựa chọn chính xác. Và thế là anh em là các bác các cô là thi nhau là chốt con này. Vậy nên là lúc anh kể anh nghe cái con Rosing cái gì nhỉ? Super. V15 Super đúng Super, không? Đúng rồi. Đúng rồi. Con đấy tiếng êm hơn con này ấy. Nhờ, nghe nó còn còn trầm tiếng êm con, hơn đấy. Con Super thì nó sâu hơn này, đấy. Êm hơn, mượt nhưng hơn. Mà mỗi tội là con đấy nó lại nhỏ. Đúng không? Cũng rất nhiều khách bên em là rất ưng cái con đấy rồi. Về cái chất âm của nó, nhưng mà bởi vì nó là loa 4 tấc thì là những cái không gian nó thật rộng thì nó phải đòi hỏi những cái loa 5 tấc như thế này. Em hỏi chút là anh đã biết đến loa có xanh bên em là được lâu chưa? Thực ra là mới đấy. Mới ạ? Mới có một tuần đổ lại đây thôi. Em biết là bây giờ trên mạng thì nó rất là nhiều cái nơi người ta bán loa, hay kể cả địa phương cũng vậy. Thế thì lý do gì khiến cho anh lựa chọn loa có xanh để anh tới trải nghiệm và sau đó anh quyết định là mua bên em ạ? Vì trước khi làm cái gì anh cũng phải tìm hiểu. Dạ vâng. Thế cũng khi mà anh đã quyết định mua cái loa thì anh cũng sẽ nghe rất nhiều. Nhưng mà anh nghe một vài bài chia sẻ của mình ấy. Dạ vâng. Anh thấy cũng hợp lý. Với lại cảm giác, nhìn cảm giác có sự tin tưởng. Dạ vâng. Em cảm ơn anh. Thực ra thì có những cái quả bẻ lá như thế này thì anh em Mai Cấu Xanh cũng trong ekip đi làm chương trình cũng gặp nhiều. Đó là có vị khách như hôm trước cũng đi làm một cái nên đến giao loa, rồi là gặp anh ấy bảo là mình cũng hỏi bảo là anh đã theo dõi loa Cáo Xanh lâu chưa mà anh lại quyết định chọn loa ở bên em. Thì anh ấy cũng bảo là thực ra thì nếu mà để nói lâu thì là mới, còn thực ra trước đây thì xem rất nhiều rất nhiều, bởi vì là hiện tại bây giờ mà là có rất nhiều những cửa hàng bán về loa kéo và về thiết bị điện tử thì nhiều lắm. Thế anh bảo là xem thì xem rất nhiều. Loa Cáo Xanh thì xem sau cùng, thế nhưng mà cuối cùng lại thích của loa Cáo Xanh hơn. Đó. Cái quả bẻ lái này thật sự là đúng là người ta sẽ bốn cục
Bởi vì em đi chơi những khu này thì nó khá là nhiều. Cái đẹp hay xấu thì em không bàn đến đây, tại vì nó cũng do cái thẩm mỹ, cái mắt của mỗi người. Nhưng mà em cảm nhận được là cái khuôn viên của anh ấy là nó có một cái tâm huyết của anh. Cái tâm huyết của anh là anh muốn có một cái gì nó riêng biệt, nó khác so với nơi khác. Ngay cả lúc nãy anh có mô tả, anh bảo là cái gọi gần như gọi là slogan của bên anh ấy là hướng đến những người khách mà đến đây người ta cần cái sự thân thiện, sự thoải mái, đến từ chủ nhà ngay, chứ không phải là những người nhân viên bình thường. Có thể là bây giờ anh xây cái khu này ra, nó anh xây rất là nhiều tòa nhà, rất là nhiều phòng, anh thuê nhân viên người ta phục vụ tốt như khách sạn 5 sao chăng nữa, nhưng mà nó lại thiếu đi một cái vẻ thân thiện, một cái gì đó từ chủ nhà. Nên là em cũng cảm nhận được cái đấy từ anh. Và cái đó nó cũng giống với loa cầu xanh, đó là mình không cần phải làm quá to, mình không cần phải cung cấp cái dịch vụ mình nó quá rộng với quá nhiều người. Mình quy mô nhỏ thôi, nhưng mình làm sao đó để gắn bó với khách hàng, để khách hàng cảm nhận được như là người ta đang được phục vụ từ người thân, chứ không phải là từ những cái người bán hàng hay là người cung cấp dịch vụ thông thường nữa. Và em nghĩ là cái mô hình của anh thì nó sẽ thành công thôi. Trước mắt thì mới thì có thể là cái vị trí địa lý nó hơi khó tìm một chút này. Rồi là cái lượng khách quen thì mình chưa có được nhiều, mình chưa thể quảng bá được. Nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn là với cái tâm huyết của anh thì em nghĩ là anh sẽ thành công. Và em chúc anh thành công. Rồi, ok, cảm ơn em. Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm dịch vụ của Loa Cầu Xanh.